Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 1 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, đặc biệt nguy cơ cao tại các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường của tỉnh Lai Châu. Mường Khương, Bát Sát, Simacai của tỉnh Lào Cai, Xín Mần, Hoàng Su Phi, Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trấn Yên, thành phố Yên Bái của tỉnh Yên Bái, Yên Sơn, Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang, Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên của tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Khu vực Hà Nội hôm nay có mưa rào và rông, trong mưa rông đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp 1. Ngoài ra từ chiều nay đến ngày mùng 2 tháng 10, ở phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rông, có nơi mưa to đến rất to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh.